Tướng gia, thế nào? Nguyên Thanh Giang đang trên đường đến Minh gia. Nguyên Thanh Giang đó vừa trở thành em rể của Liên Hoàng hậu, còn chưa được thánh chỉ đã nôn nóng muốn diệt trừ Minh gia rồi. Kim cốc chân nhân của nhị thánh bị giam ở Minh gia, chỉ e đó mới là nguyên nhân thực sự khiến cho Nguyên Thanh Giang chạy đến Minh gia bảo. Không ngờ lại trở thành nô lệ của lời đồn. Tên Nguyên Thanh Giang đó cũng chỉ có thế thôi. Nhưng tướng gia, hòa bân của nhị thánh đang ở ngay dưới đó. Bản tướng không bao giờ tin vào lời đồn. Cái quý của hòa bân là bởi hắn là bậc kỳ tài văn võ song toàn. Cha, cha, Tề Phóng, con xem, đẹp quá. Cha xem kiếm gỗ của con, đẹp lắm. Chạy chậm thôi, ta có kiếm gỗ rồi. Lão bá xem kiếm gỗ của con này. Chậm thôi. Nhân thiên chi thời, tụ địa chi thế, y nhân chi lợi, tắc sở hướng giả vô địch, sở kích giả vạn toàn dĩ. Mẹ, phu quân, đây là y phục ta mới làm cho chàng. Chàng xem có vừa không? Được thôi. Có vừa không? Cũng ổn đấy. Nhu Nhi à, tài nghệ của nàng càng ngày càng tốt. Vô nhân thưởng cao tiết, đồ tự bảo trinh tâm. Ta biết phu quân là nho trúc, lòng mang thiên hạ. Chỉ tiếc thiên hạ này lại loạn lạc. Thiên hạ này vô hình chung ắt có thiên quy. Nếu đã loạn lạc thì chúng ta hãy lánh tạm. Được ở cùng nàng và các con, tháng năm đẹp đẽ, cuộc đời hoa bân này còn cầu gì hơn nữa. Mộc Cẩn đang nhìn đó. Đồ tinh ranh. Tưởng Uyển học thuộc đến đâu rồi? Phu hành binh chế thế hữu tam yên, nhất viết thiên, nhị viết địa, tam viết nhân. Thiên thế giả, nhật nguyệt thanh minh. Nhanh lên, nhanh. Không xong rồi, có binh đến rồi. Mau lên đây, mau lên. Có chuyện gì thế? Mấy người, theo ta đi xả nước, nhanh lên. Theo ta đi mở miệng cống, nhanh nhanh. Nào nào nào, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mở miệng cống ra nào. Kẻ nửa tiếng nửa lùi là gì? Dụ dỗ. Mau đứng lên đi, mau. Ch-
Từ cường nhi tiến khu giả là gì? Lùi sau. Đi. Binh vô thường thế, hư nhi thực chi, thực nhi hư chi. Không được đi. Phu quân, hôm nay là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Minh gia. Vì lễ tang của Minh lão gia mà cả tộc Minh gia sẽ hội tụ. Nàng nghĩ nàng vào được Minh gia bảo sao? Sẽ được mà. Dù sao năm xưa ta cũng từng có hôn ước với Minh Phong Dương. Nàng làm như thế tất cả đều là vì ta sao? Minh gia dòm ngó Nguyên gia. Năm xưa thậm chí còn ra lời với bệ hạ muốn gả muội muội ta cho Minh Phong Dương, muốn Nguyên gia phải ngoan ngoãn nghe lời Minh gia. Nàng muốn cứu muội muội của ta, muốn giúp ta có được kim cốc chân nhân họ bị giam cầm, nàng tưởng ta không biết sao? Phu quân, bây giờ là hoàng thượng phái chàng diệt hắn. Trận chiến hôm nay không phải vì lợi ích của Nguyên gia mà vì thiên hạ. Chàng hiểu được nỗi khổ của ta là xứng đáng rồi. Trần Ngọc Kiều, có. Cải trang theo cùng, bảo vệ phu nhân cho cẩn thận. Rõ. Thả đại hồng mai ánh thiên tế. Ca ca, đừng đến. Cha đã qua đời, từ đây ca ca và tẩu tẩu sẽ là đương gia. Sự phồn vinh hưng thịnh của Minh gia phải dựa vào tẩu tẩu và ca ca đồng lòng. Lễ tế còn chưa kết thúc, sao muội lại chạy ra? Mau theo ta trở về đi. Người của Nguyên gia không đáng tin một chút nào. Muội muội, muội phải sửa cái tính hung bạo của mình lại đi. Đối phó với Nguyên Thành Giang, cô ấy là quân cờ quan trọng nhất. Vô dụng. Tướng gia tha mạng, tướng gia tha mạng. Tướng gia bớt giận. Hoa Cẩm Tú, đứng lại. Đứng lại cho ta. Đứng lại cho ta nào. Trả cho ta đây. Hoa Bá Phụ, cô ấy cướp kiếm gỗ của con. Đồ nhỏ mọn, ta mượn vài ngày không được sao? Cô ấy còn đánh con nữa. Ai bảo ngươi cười nhạo ta mắt tím? Không có, ta chỉ nói mắt tím của cô rất đẹp. Không cần phải cướp đồ của ta. Ngươi đã dối. Cẩm Tú đứng lại. Mẹ, trả cho Tề Phóng đi.
Nè. Cẩm Tú, đừng buồn nữa, lát nữa ta làm cái khác cho. Cái gì đây, đẹp quá. Cái này do ta học hành chăm chỉ, cha thưởng cho ta đấy. Cha mẹ thiên vị quá vậy. Chỉ cho tỷ tỷ đọc sách, cũng chỉ tặng bút cho tỷ, Cẩm Tú không có gì hết. Là tự con không chịu chăm chỉ học hành, lại trách cứ người khác. Hai nha đầu này, sao lại khác nhau như vậy chứ? Hai người bọn chúng một văn một võ, một tĩnh một động, chẳng phải như vậy là tốt hơn sao? Cẩm Tú à, cha có một món quà, có thể... Phá quân Tây Trầm, tướng Tinh Đông Lai. Hãy xưng tên đi. Tương gia, vào. Bỏ ta ra, ta phải đi tìm cha mẹ. Mau lên. Cha mẹ, Tề Phong. Con đi đâu thế? Con đi cùng Hoa Bá Phụ. Bỏ ra, đi mau. Cha mẹ. Nào, con không đi. Mọi người đi theo tôi nào. Tướng quân, Tạ phu nhân của Nguyên Thị, chị đem theo miếng ngọc này đến chiêu. Cha, Hoa tiên sinh, cái này có qua được không vậy? Đúng thế, làm sao mà đi đấy? Được, đi xuyên qua sơn động đó là có thể đến phía sau núi Đạt Bàn Long Cốc rồi. Biết rồi, nào, đi mau. Du Nhi, nàng đưa mọi người mau chóng đi vào sơn động. Đến bờ sông, lấy bè trúc chúng ta giấu ra. Vậy con chàng, người chúng muốn tìm là ta. Đừng đi, cha đừng đi. Không được đâu Hoa tiên sinh. Mộc Cẩn, Tương Oán viết, tri nhân chi đạo, có thất yên thế nào? Nhất nhật chi dĩ thị phi nhi quan kỳ chí. Nhật viết. Mộc Cẩn, tâm huyết của cả đời cha chính là Tương Oán và Thương Huấn. Tuyệt đối đừng giao sách cho người bất chính.
Cha, Cẩm Tú không nghịch ngợm nữa. Cha ở lại bên Cẩm Tú có được không? Nhu Nhi, mọi người nhờ cả vào nàng. Ta rất hối hận vì năm đó không học võ công, không thể bảo vệ cho mọi người. Không, phu quân, thứ chàng học là vạn nhân địch. Cha, đi đi mau. Cha, mau đi đi. Đi. Mọi người mau đi đi. Cha, đi mau. Các ngươi lui xuống đi. Nói mau, vợ con các ngươi đi đâu hết rồi? Hoa Bân ở đâu? Tề đại ca, Tề đại ca, cha, đừng nhìn. Cha, đừng sợ, bỏ con ra. Cha, ở bên đó đuổi theo. Nhiều năm nay cô vẫn sống tốt chứ? Mai Hương rất tốt. Ân nghĩa hai nhà minh tạ thường tại. Phong Dương, ta phải đi đây. Bảo trọng. Cứ đi như thế sao? Ta thực sự không biết là nàng còn sống. Vậy nên lúc đó ta mới lấy Nguyên Thanh Vũ. Nhưng sau khi ta biết được thì gạo đã nấu thành cơm rồi. Thôi đừng nói nữa. Mai Hương, nàng vẫn nhớ ta đúng không? Ta không quan tâm nữa. Ta không muốn phải hối tiếc thêm. Đợi Nguyên Thanh Giang đến, ta sẽ bày mưu để giết hắn, đón nàng về nhà. Chúng ta mãi mãi không xa rời được không? Ta đã đồng ý với Minh Lão Gia là sẽ tặng ông ấy một món quà. Hôm nay trước linh cữu của ông ấy, ta sẽ tặng cho ông ấy.
Bá phụ, các hạ chắc chính là Hoa Bân tiên sinh. Tại hạ là Đậu Anh Hoa, là quốc tướng của Đông Đình. Bản tướng nghe danh tiên sinh đã lâu, là Đông Phương tiên hiền. Bản tướng đã phải mất 5 năm mới tìm được tiên sinh. Xin mời tiên sinh theo ta rời khỏi núi. Thân là quốc tướng lại tàn sát người vô tội, chả trách đất nước này chưa bao giờ được yên ổn cả. Một đám dân mọn lại sinh ra ở loạn thế, chết đối với chúng là cách giải thoát tốt nhất. Người thân là quyền quý lại tàn sát bách tính vô tội, vô liêm sỉ. Xem ra bản tướng muốn cưỡng ép tiên sinh đi cùng bản tướng. Tiên sinh cũng chỉ là một thi thể biết đi. Bản tướng chưa bao giờ làm khó người có học, nhưng trước khi đi muốn đòi một thứ từ chỗ tiên sinh. Người muốn hai cuốn Tương Oán và Thương Huấn à? Tính mạng của đám thôn dân đó đang nằm trong tay tiên sinh đấy. Hai cuốn sách này đã phụ lại trọng trách thiên hạ. Ta đã tìm người phó thác. Vậy sao? Là giao cho thê tử của ngươi à? Hay là hai đứa con gái? Ta từng đến nhà ngươi, ở trong sân có phơi quần áo của nữ nhân và trẻ con, chứng tỏ ngươi có thê tử, có con gái. Con gái chắc cũng 10 tuổi rồi. Không đúng, không đúng, chắc là hai đứa con. Trong nhà còn có một bản nỏ và cái nỏ. Một đứa con của ngươi chắc là rất thích bắn tên. Xem ra bản tướng câu nào cũng đúng rồi. Vậy thì để bản tướng mạnh dạn đoán rằng ngươi đem theo một thằng nhóc chạy đến chỗ này mà không thấy nó đâu, chứng tỏ rằng tất cả mọi người đều chạy trốn từ đây. Ở bên này, đuổi theo. Tề Phong, chạy mau. Mẹ. Mẹ. Chuyện gì thế? Nhu Nhi, chăm sóc cho con chúng ta. Mộc Cẩn, Cẩm Tú, đi thôi, đi. Máu lên, bám theo nào. Nào giúp một tay đi. Nào dùng sức nào. Mộc Cẩn, Cẩm Tú đi bên đó. Dùng sức đẩy đi nào. Dùng sức đẩy đi. Mau lên đi, mau lên. Nào mau lên thuyền. Cẩm Tú,
Mộc Cẩn, Hoa Bá Mẫu, Tề Phóng, Hoa Bá Mẫu, cha mẹ con chết rồi. Hoa Bá Phụ cũng được thuyết minh bởi tvhay.org. Tề Phóng, mau lên thuyền đi, mau lên, mau lên. Nhìn kìa, có sói. Hoa Bá Mẫu, nhanh lên. Cúi đầu, mau cúi đầu xuống. Hai đứa bé gái à? Trong đó một đứa biết bắn đá sao? Không sao rồi. Cẩn thận chút Tiểu Phong, không sao rồi. Các hương thân, dập đầu đi. Cha, con nhất định sẽ trở về.
Mai Hương, điệu yên hoa vũ này đúng là món quà tốt nhất dành cho ta. Phong Dương, Phong Dương, đứng dậy đi. Tại sao nàng lại có sức? Không phải nàng cũng trúng độc rồi sao? Không, không phải như chàng nghĩ đâu Phong Dương. Ta không biết họ muốn làm gì. Độc này là độc Diễn Nguyên gia có. Từ nhỏ ta đã dùng thuốc giải. Phong Dương ạ, ta là người của Minh gia. Ta là người của chàng. Thì ra người chính là nội tặc. Không, tiểu tiện nhân của Nguyên gia. Ta là thê tử của chàng. Sao ta có thể hại chàng được? Xin tha cho phu quân của ta. Dường gì không thể không có cha. Họ Nguyên kìa, bắn đi, bắn đi. Thanh Vũ, ca ca đến đón muội về nhà. Về nhà sao? Đâu là nhà của ta? Là Nguyên gia à? Nhưng tại sao huynh lại hại ta thành tội nhân của phu quân thế? Là Minh gia sao? Tại sao bọn họ ai cũng muốn ta chết? Thiên hạ rộng lớn, đâu là nhà của ta? Hư tình giả ý, đi chết đi. Dương Nhi không thể đi, cha. Đi.
hồi tưởng ta đến đây chỉ là để tấn công Minh gia, đoạt lấy kim cốc chân nhân sao? Muội cách thủ phủ đạo, không muốn rời khỏi Minh gia, nhưng ta không muốn để muội muội duy nhất của ta bị Minh gia làm nhục. Ca ca đến đón muội về nhà. Hầu gia, kim cốc chân nhân kim. Tìm thấy rồi. Nếu người đã tìm thấy ta thì chúng ta có duyên. Soái, tướng, sĩ, tần, nghĩa, hiệp là lục tự của hộ quốc. Câu đố của 32 chữ chính là bọn họ. Tướng giả chấp hành thiên hạ, sĩ giả hợp tung liên hoành, tần giả vĩnh quốc ban giao, nghĩa giả dĩ trung bậc chi, hiệp giả tế nhược phù khuynh. Chữ cuối cùng chính là lục tử chi tâm. Người đoán xem tại sao? Tại sao? Soái giả hiểu vũ trụ và hoài ý. Bao nhiêu đứa trẻ lưu lạc trong loạn thế, không phải hầu gia đang chọn trong số đó rồi dụng tâm bồi dưỡng sao? Còn về song sinh tử đáng, sau này hầu gia sẽ tự hiểu. Lâu lắm không có khách rồi. Đây, sao mắt lại màu tím thế kia? Đúng vậy, nào đi với thuốc thuốc. Cút xa một chút. Xin lỗi, bị làm gì? Không sao chứ, huynh đệ ta không tốt, xin lỗi nhé. Đi thôi, đi thôi. Đi thôi, đi đi đi. Xem có bao nhiêu, có bao nhiêu, đừng cướp. Nào, đi bên này. Móc. Vào đi. Mẹ, con đói rồi. Cẩm Tú, những kẻ xấu đó còn đang tìm chúng ta. Không sao, chút nữa mẹ sẽ về nhé. Các con đợi ở đây, không được đi đâu hết. Chết rồi, túi tiền đâu rồi? Mẹ à, mẹ, mẹ không sao chứ? Không sao, con nghỉ trước đi. Chút nữa mẹ trở về.
Tiểu cô nương, cần thứ gì thế? Đại thúc, đây không phải là bút lông sói bình thường. Người nhận không vậy? Này, ô hoa đây. Lão bá, ô bán thế nào? Sắp dọn quầy rồi, tính cho người 8 văn. Đa tạ lão bá, bán cho ta 5 chiếc đi. Được, 5 chiếc đây. Đa tạ lão bá. Ôm bứa rồi. Qua đây, qua đây. Triền tướng quân, tìm tới tìm lui cũng không tìm thấy một người phụ nữ dẫn theo 3 đứa trẻ. Khẳng định người phụ nữ đó sẽ không đưa 3 đứa trẻ đi lung tung đâu. Chính là cô ta. Đứng lại, đuổi theo. Phu nhân à, mua chiếc ô đi. Bao nhiêu tiền? 60 văn tiền một chiếc. Tiểu muội muội à, đắt quá rồi. Nhưng không phải người đang rất gấp sao ạ? Sao ngươi lại biết? Bởi vì người không ngừng nhìn trời. Ông đội từng nói với ta, một khắc đáng ngàn vàng, ngàn vàng khó mua được một khắc. Vậy cho ta 2 chiếc đi. Đa tạ phu nhân. Người và ta có duyên, không cần trả lại đâu. Đa tạ phu nhân. Lấy cả 2 chiếc này đi. Chiếc này to hơn một chút. Đây. Trần thống lĩnh là sát thủ của Đậu gia. Hai đứa bé này sau khi đến Nguyên phủ có sống được hay không? Phải xem tạo hóa của chúng rồi. Người đưa 2 đứa bé về trước. Ta còn phải chiêu mộ vài đứa trẻ nữa. Rõ. Binh phủ của Nguyên tướng quân, binh cũng chiêu mộ khá ổn rồi. Trần thống lĩnh, các người đã đủ số lượng rồi. Hãy đến từ đâu về chỗ đó đi. Nguyên gia làm việc không liên quan đến người. Âm mưu tài sản hại người, lừa gạt mới là không có nhân tính kìa. Người kiểu này kẻ nào cũng đáng giết. Rút trước đi. Cảm ơn Trần thống lĩnh. Mưa lớn, cầm lấy đi. Có phải Nguyên phủ thu nạp trẻ con không? Ta có 2 đứa bé, để bọn chúng đi cùng cô đi. Cơm của Nguyên phủ.
họ Hoa sao? Đúng thế. Mẹ, Hoa bá mẫu. Ăn trước đi. Mộc Cẩn đâu? Ra ngoài rồi. Ra ngoài. Ta đã nói không được ra ngoài, sao con không nghe lời? Trâm là do cha tặng cho mẹ. Con muốn chuộc về cho mẹ đây. Con lấy đâu ra tiền? Cha từng dạy con nhìn trời. Trên trời kéo mây thì sẽ mưa rào. Con biết sẽ mưa, liền đem chiếc bút lông sói đi mua ô. Đợi lúc trời mưa lại bán với giá cao. Mộc Cẩn, Cẩm Tú, mẹ có lỗi với các con lắm. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, hai con đều phải chăm sóc tốt cho nhau, tiếp tục sống sót. Hoa bá mẫu, còn ta nữa. Mẫu thân, người sẽ không rời xa Mộc Cẩn và Cẩm Tú. Phải không mẫu thân? Phải không mẫu thân? Phải hay không? Không sớm nữa nên đi thôi. Mẫu thân, cô ta không phải người tốt. Mẫu thân, tiền này giữ giúp tôi, sau này đưa chúng. Giao con cho cô đó. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Sao không đi cùng bọn ta luôn? Có ta, mọi người sẽ không đi nổi. Nhớ điều cha dặn. Mẫu thân, chăm sóc tốt cho em. Đừng. Trần Đại Nương, đứa nhỏ này tên là Tề Phong, là đứa nhỏ rất khổ, đem theo nó đi. Người có tài năng hơn người gì không? Ta biết kiếm thuật sẽ bảo vệ bọn họ. Được, vậy thì đi cùng. Đi thôi. Mẫu thân, mẫu thân, mau đi. Mẫu thân, đi đi. Hoa bá mẫu, mẫu thân. Mẫu thân, bỏ họ ra. Mẫu thân, Hoa bá mẫu. Hoa bá mẫu, bỏ ta ra. Mẫu thân sẽ không rời xa hai con đâu. Dù lên trời hay xuống địa ngục, cũng sẽ mãi bảo vệ các con. Phim được thuyết minh bởi tvhay.org.
Nơi này không ai quản cả, không ai giúp nổi cô. Giao hai quyển sách đó ra, ta sẽ không làm khó. Phu quân ta thà chết cũng không giao ra. Sao ta có thể để cho anh thất vọng chứ? Tránh ra, tránh ra! Đứng đó! Bắt lấy! Mẹ, đừng kêu. Đến đây. Mẹ. Mẹ. Bỏ em ra. Em muốn mẹ. Bỏ em ra. Bỏ em ra. Đuổi theo xe ngựa. Trần thống lĩnh, đứa nhỏ này tên Tống Minh Lỗi, dựa theo yêu cầu của cô chọn đó. Muốn làm gì? Tránh ra! Tề Phong! Tề Phong đừng làm thế! Cả đường sốc nảy, nát hết cả mông rồi! Em gái khóc gì thế? Tránh xa bọn họ ra! Đừng hiểu nhầm! Ta chỉ muốn an ủi em gái này thôi à! Không bắt được. Nguyên gia, nếu người không đi, vậy chỉ bính oánh thôi. Ta đi. Không bắt được đâu. Bụi tên gì thế? Sao lại bị đưa đến đây? Ta tên là Diêu Bích Oánh. Đầu tháng nhà có dịch bệnh, ba mẹ đều mất, nên cựu cựu đưa ta tới đây. Ta nhớ mẹ. Trần thống lĩnh, đây là đám trẻ cuối cùng. Những loạt lần trước đều được tướng quân Thẩm Xương Tông đem về Nguyên Phủ cho hầu gia rồi.
thêm ba đứa nhỏ này nữa. Phải khởi hành mau thôi. Người Đậu Gia theo sát phía sau. Xem ra Lục Tử này chính là sáu đứa trẻ con. Không ngờ rằng dẫn đầu Lục Tử lại là nữ nhi. Nhìn cô quần áo gấm vóc là biết xuất thân hiển hách. Đừng giả tạo người mặt nghèo bọn ta. Mặt người nghĩa hiệp. Bắt nạt nữ nhi là đức tính của ngươi à? Tề Phóng à, đừng vậy, bỏ ra. Cháu à, tính tình nóng quá đó. Ông là ai, liên quan gì tới ông? Cháu đi theo ta. Ta không đi. Tề Phóng, Kim Cốc chân nhân. Tề Phóng, đừng đuổi theo. Tề Phóng, ta sẽ nói với Nguyên Hầu gia, bần đạo sẽ mang tiểu tử này đi để dạy bảo cho tốt. Đợi khi nào thời cơ chín muồi sẽ có tác dụng rất lớn. Có thể thu phục những người này lại có trái tim Lục Tử. Chuyến đi của Nguyên gia là duyên hay nghiệp thì phải xem tạo hóa rồi. Tạo hóa là cái gì? Ta không biết nữa. Tiểu Phóng đi như vậy sao? Chỉ cần chúng ta còn, huynh ấy sẽ quay trở lại. Trần đại nhân, một phần sát thủ đã tới đây rồi. Sợ là nhằm vào chúng ta. Địch đông ta ít, người nhà họ Đậu cũng quá kiêu ngạo rồi. Trần đại nương, ta có cách. Huyền tướng quân là xe ngựa phía trước sao? Trò vặt vãnh, đuổi cho ta. Sao ngươi biết cô ta sẽ đuổi xe đó? Hư mà thật, thực mà như hư ảo. Cố gắng mau lên, không kéo dài được lâu đâu. Được. Xuân mai này có vài chồi rồi, ta ra hái chút cành mới về nhé. Đừng chỉ lo cho mẹ, sau khi Phi Bạch lớn lên phải hiếu kính với cha. Cha con tối nay ra ngoài làm việc, ngày mai ba người nhà chúng ta cùng lên núi ngắm hoa mai thế nào? Cẩm Tú,
Trần Đại Nương ơi, cầm thú sốt rồi, có thể dừng xe lại được không? Ta tìm nước hạ nhiệt độ cho cô ấy. Dừng xe. Cha từng nói hoa mai sáng sớm có thể lợi khí phổi. Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu! Cứu mạng! Cứu mạng! Huynh không sao chứ? Cô là ai? Cô đừng đi. Cái này cho cô nè. Có lẽ ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Cầm lấy, có lẽ huynh sẽ dùng tới. Được thuyết minh bởi tvhay.org. Thả ta ra. Cô là chó sao? Huynh mới là chó. Ở đó đều là cô hại đó. Đoạn Thế Tử, theo chúng ta về nhận hóa hình. Nam quốc vì loại yêu nghiệt mắt tím nhà người 3 năm chưa hề có mưa. Người chết, Nam quốc sẽ có những ngày tốt đẹp. Các người ai dám động vào ta? Ta sẽ bảo phụ vương ta lột da các ngươi đốt đèn trời. Phụ vương ngươi à? Phụ vương ngươi đã khó bảo toàn rồi, lo nhiều làm gì? Đi mau đuổi theo, mau lên.
đứng lại. Đứng lại, đừng chạy, thế tử à. Các người chạy không thoát đâu. Chặn hắn lại đi, mau. Đứng lại. Chạy đi, chạy nữa đi. Thế tử ta tình nguyện chết cũng sẽ không về cùng ngươi, đừng. Chưa tới cuối cùng vẫn còn hy vọng. Đứng im, thả cô ấy ra. Chúng ta chỉ là đi qua. Đây là chuyện Nam Quốc các người, không liên quan tới chúng ta. Chúng ta đi. Đi. Thả ta ra. Đi, thả ta ra. Cha từng nói, từ trước đến nay hạn hán Nam Quốc từ chỗ không qua được 3 năm, hạn hán lâu ắt sẽ có lụt. Nam Quốc sắp có mưa rồi. Mau, mau về. Cẩm Tú, giao người của họ cho ta. Đừng lo chuyện bao đồng nữa. Bọn họ đã ký khế ước bán thân với Nguyên gia, là người của Nguyên gia rồi. Lên xe, nhanh đi thôi. Sao chứ? Thế nào rồi Bích Oánh? Có sói. Mọi người mau, chạy đi, mau chạy. Ta với Cẩm Tú, cứu với. Tránh ra, mau tránh ra. Tránh ra, mau tránh ra. Ta đang nghĩ ra cách cứu mọi người rồi đây. Mau đi theo ta nào.
Cẩm Tú dậy đi. Ôi chân của muội. Cẩm Tú, chân muội không sao chứ? Không sao. Chị, có phải kế hoạch của chị thất bại rồi không? Yên tâm đi, chúng ta cứ làm theo như kế hoạch nhé. Tránh ra, tránh ra. Bích Oánh, Bích Oánh mau dậy đi. Sói sợ tiếng roi da, mọi người mau chạy đi. Tránh ra, tránh ra, nhanh lên. Mau đi đi, tránh ra. Cẩm Tú, muội không sao chứ? Tránh ra, tránh ra, biến đi. Chúng ta không thể tách nhau ra, tách ra sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Biến đi. Nhanh đi đi, nhanh lên. Đến đây, đến đây, đến cắn ta đi. Mày lên đây xem. Lên đây. Mày cắn tao xem nào. Cầm túi nhanh. Được chưa? Cẩn thận dưới chân kìa. Nhanh. Trần đại nhân đúng là không coi mạng của mình là mạng mà. Đến đây, đến đuổi theo ta đi. Bắn tên, mau bắn tên đi. Thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Thành công rồi, tốt quá rồi. Chúng ta thành công rồi, làm được rồi. Chúng ta thành công rồi. Cuối cùng chúng ta cũng sống sót rồi.
ta nhớ rõ ngươi rồi. Đồ đàn bà có chồng thối tha. Ông trời trên cao có đất làm chứng. Con Hoa Mộc Cẩn, con Hoa Cẩm Tú, con Vu Phi Yến, con Diêu Bích Oánh, con Tống Minh Lỗi, năm người chúng con hôm nay kết thành huynh muội ở đây. Từ nay trở đi có họa cùng chịu, cùng đổ máu, trọn đời trọn kiếp không chia lìa nhau. Có họa cùng chịu, cùng đổ máu, trọn đời trọn kiếp không chia lìa nhau. Nào Cẩm Tú, tính ra thì Vi Phi Yến sẽ là đại ca, Tống Minh Lỗi là nhị ca, Bích Oánh là lão tam, ta là lão tứ, Cẩm Tú nhỏ nhất. Chúng ta tự đặt biệt danh cho mình đi, gọi là thế nào được nhỉ? Gọi là Tiểu Ngũ Nghĩa thì thế nào? Được, tên hay đó. Nào, từ nay về sau chúng ta sẽ là những người thân nhất với nhau trên thế gian này rồi. Tứ muội, ngũ muội, tam muội, nhị ca, đại ca. Cái này thật không dám nhận. Nào Cẩm Tú, nào Tiểu Ngũ Nghĩa. Thả đãi hồng mai ánh thiên tế. Nàng nói thích phong cảnh nơi này, ta liền đích thân làm cho nàng một tiểu trúc. Nhưng lại không ngờ nàng vì ta, vì ta. Chà, to thật đấy. Nguyên phủ còn gọi là Tử Tây Sơn Trang, nằm ở một ngọn núi cao ở ngoại thành phía Tây. Trong Tử Tây Sơn Trang lại có 10 biệt viện độc lập. Mỗi một biệt viện đều có những quy tắc phổ thông của phủ đệ đó. Lát nữa các ngươi phải bám sát ta. Một khi lạc đường thì ta không tìm được các ngươi đâu.